con trai. Con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. À, con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú, con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Em tên Trung, sống và lớn lên ở Hồ Chí Minh, nghề nghiệp tài xế, năm nay 41 tuổi. À, rồi mời chị giới thiệu. À, quê quán thì Bắc Giang, sinh ra thì ở Tây Ninh, sống và lớn lên ở Long Thành, Đồng Nai. Yeah. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Giờ bán bánh mì hamburger được 3 năm. Ủa nãy anh nói hiện giờ anh đang lái xe nhưng mà nhà anh ở đâu anh? Anh ở quận 8 em. Quận 8, thì bao nhiêu tuổi ạ? Mình năm nay là 44 tuổi ạ. 44? Anh 41. 44 tuổi gì ta? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. 44 tuổi gì ta? Tuổi Tý ạ. Tuổi Tý hả? Tý Thìn hợp lắm ạ. Tý Thìn, Thìn tam hợp. Tam hợp. Hay rồi. Vậy là mình đã có trải qua mối tình nào chưa chị? Nói chung là cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Dạ. Có một cháu trai 15 tuổi. Vậy lúc mà con chị lớn bao lâu thì mình đổ vỡ chị? Lúc con mới có 2 tháng là đã chia tay rồi. Vậy là 15 năm rồi. Sao 15 hả? Năm rồi. Đúng rồi ạ. Chị đóng cửa cứng ngắc luôn vậy đó hả? Rồi để anh mở cửa cho em. Thôi. Ủa vậy anh trai bên kia mình đã có mối tình nào chưa anh? Dạ, anh trải được 3 mối tình em. Dạ. Mối tình thứ nhất thì giống như là tuổi trẻ bồng bột. Dạ. Trời bồng bột quá. Có bồng bột lắm. 20 năm trước anh Linh. Em nói 20 năm trước á. Mối tình thứ hai thì nó cũng được trải được 10 năm. 10 năm nữa hả? Không lấy nhau sao dễ trục trặc anh? Thì nguyên nhân thì ôi tánh hai đứa thì nó người nghĩ này người nghĩ kia nó không có hợp. Còn mối tình thứ ba nữa là hoàn cảnh. Hoàn cảnh sao anh? Thì hoàn cảnh người ta giống như là cô ấy kêu cưới thì cũng hoàn cảnh cũng không đến đáp ứng nổi nhu cầu á. Nhưng túm lại là giờ mình vẫn độc thân đúng không anh? Độc thân như tính luôn. Chị bên đây lớn tuổi hơn mình anh có ngại không? Không em ơi, anh nghe cái tí tí là anh Thình anh phái à. Vậy hả? Bản thân chị có ngại chồng tương lai mình bây giờ là nhỏ hơn mình thì chung nhỏ hơn một vài tuổi thì không sao, nhưng mà anh thì giờ hiện giờ vẫn độc thân, mình đã đổ vỡ trong hôn nhân, không biết anh có ngại điều này không à? Không sao em ơi, anh già hơn em nhiều. Không biết ông này sao mà nãy giờ nói chuyện tôi nghe tôi ấn tượng ghê nha, mà có vẻ hơi gì nó sốc tôi nha. Anh tự tin lắm, nói chung là anh cũng là một người va chạm cuộc sống rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi Linh. Giờ hoàn cảnh của chị là cũng 15 năm nay mình cũng chiếc bóng rồi ha. Bây giờ khi mà mình mở lòng ra thì chắc chắn mình cũng phải đặt ra những cái tiêu chí cho nó chắc chắn như thế nào đó thì mình mới tiến tới đúng không chị? Dạ đúng rồi. Yêu cầu bạn trai thì cũng không có gì cao á, chỉ là sống trách nhiệm rồi biết quan tâm đến gia đình, chia sẻ vợ con, vậy là được rồi. Cao thì 1m65 trở lên. Anh 1m73 lận em, nặng 80kg. Dữ gì? Được không chị? Dư chút. Dư rồi, được rồi. Được không chị? Dạ, được. Đỡ phải nuôi hả chị? Đỡ cực. Về tính tình thì như thế nào? Tính tình hả? Nó vui vẻ đi, hòa đồng, đừng có nóng tính, với lại đừng có nhậu nhiều quá. Ồ, có nhậu không anh? Từng nhậu lần, nóng tính là thỉnh thoảng. Đừng có gia trưởng nữa. Không, gia trưởng anh có. Anh trai, đặt ra cái mẫu chuẩn của anh là như thế nào không? Thì mẫu người vui vẻ giống như Phi Phụng diễn viên. Thì đẹp như các thờ là được rồi. Chị, nhưng mà 15 năm nay mình không có yêu ai hết rồi, sao hôm nay là động lực nào mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Là con trai đăng ký chương trình. Trời ơi, con trai đi tìm chồng cho mẹ luôn hả? Trời ơi, hay quá. Để em qua em coi mặt anh. Chào em. Dạ, chào anh. Nhìn mặt anh có gia trưởng không? Ngó kỹ nha, mặt vàng lắm á. Cái bụng anh bự quá, anh ngồi thẳng thẳng. Thì đó, đó tới 80kg là nó vậy đó. Ngồi có chỗ một, ngồi hoài từ sáng tới chiều vậy đó. Có tập thể dục không? Không, bởi vì nó vậy nè. Vậy hả? Mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho anh? Thì mình chuẩn bị tinh thần rồi đó. Tinh thần nói làm cái gì? Ý anh hỏi là giờ bốn mấy tuổi rồi đâu? Đó. Ở đâu cũng được hết. Ở đâu cũng được là sao? Thì mướn nhà cũng được, ở nhà anh cũng được, ở nhà bên vợ cũng được. Ở nhà anh là ở đâu? Đã nói quận 8 rồi mà. Ở dài anh đang ở ba mẹ. Với ai nữa? Với hai em gái. Gái lấy chồng chưa? Có chồng hết rồi. Ở chung trong nhà luôn? Ở chung luôn. Nhà bự lắm hả? Bự lắm. Hôm nay vui nha. Ngang năm dài 16. Rồi cũng bự ha. Rồi thí dụ giờ về ở chung rồi còn con trai của vợ thì ở đâu? Phải hỏi người đó chứ. Sao không biết? Anh là trụ cột trong gia đình. Thì trụ cột thì mẹ ở đâu thì đó, thì bất cứ mình thương vợ thì phải thương con luôn. Này anh nói nha. Nơi đó thì nói thật mà. Chắc chắn nha. Ông nói một lời là giữ lời hả?
Đúng anh. Anh có tật xấu gì không? Có. Tật gì anh? Nóng tánh. Rồi. Hay quên. Hay quên. Ngủ ngái. Ngủ ngái hả? Ờ. Ủa, cái bụng này chắc ngái dữ lắm. Ờ, trời, ngái là bao kê luôn. Rồi. Cái chưa tập thể dục đi, có tuổi là tập cho nó để thì cũng định tập tim mạch đồ này kia đủ thứ. Cơ bản thì cũng được không? Ảnh già hơn chị nữa đó, chị đừng lo. Dạ. Già lắm. Thời gian dày xéo bên. Ê, trên mặt dữ lắm rồi. Coi đàn gái thế nào nha thầy ha. Dạ, chào Nguyên Linh. Bây giờ chị ở với ai? À, cũng ở chung với mẹ với con trai. Con trai. Nếu mà bắt rễ luôn cũng được không? À, bắt rễ thì cũng được. Cũng được. Rồi, làm dâu được không? Làm dâu thì cũng được. Cũng được. Thôi, bên đây cũng dễ hay là cũng dễ lắm. Hôm nay anh có đi với người thân không anh? Anh có đi với hai đứa em gái với lại đứa bạn. Lần đầu tiên xin chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, bạn có thể nói một xíu là anh mình sao tới giờ này mà chưa có lập gia đình nữa? Anh hai cũng hơi bị khó tính. Ồ. Dạ. Khó là khó sao em? Em Út làm sai, anh mới la thôi. Ảnh gì đúng nhà, có gì vẻ không? Dạ vui ạ. À, bạn thấy chị bên này như thế nào? Em cũng thấy được. Cũng chững chạc. Còn giờ đối với anh hai em thì em không biết. Để cho anh chị tìm hiểu với nhau. Nói chung là mình cũng đồng ý tán thành ủng hộ cho anh chị ha. Rồi dạ. Chị hôm nay chị có đi với ai không? Đi với mẹ với con trai với bạn. Có con trai đi theo luôn ha. Dạ. Dạ chào bác. Trước tiên tôi xin chào hai cháu Cát Tường và Huyền Linh. Dạ, chào bà. Ngày hôm nay cũng như là hai cháu, dạ. Ông Mai bà Mối, dạ. Đã tạo điều kiện cho con gái tôi là Hồng Trang chút nữa để được gặp gỡ cậu gì là tôi không có nghe. Dạ, con Linh Trung, con chào bác. Và tôi mong rằng sau lần gặp gỡ hai người cũng tạo cơ hội cho nhau để có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và thú vị. Trời ơi, hay quá, hay quá. Và tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người trong tương lai. Dạ, con cảm ơn. Mà Hồng Trang, mẹ thấy cái cậu Trung bên đây thì cũng hoạt bát vui vẻ, ngoại hình thì cũng được. Thật thì hai người cũng nên tạo cho nhau một đầu tiên là một buổi xem phim thật lãng mạn và vui vẻ, rồi sau đó chuyện gì sẽ đến nó sẽ đến. Dạ. À, rồi con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. À, con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú, con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Còn thưa bác, thì nãy giờ bác nói chuyện con rất là thích, rất là vui. Thì con mong là trân trọng những gì bác nói là sẽ thành hiện thực. Con cảm ơn bác. Rồi nói chuyện với con trai nữa. Nãy giờ chú nghe con nói, thì con cứ nhận xét cho mẹ nghe. Thì cách con nhìn bề ngoài sao, thì con cứ nói cho mẹ biết. Cứ nói không sao hết. Mẹ chú bên đây thì cũng nhìn thấy cũng vui vẻ, okay. Dễ thương. Cái vui là chú vui rồi đó. Chú lúc nào cũng vui hết đó. Dạ. Chú có chắc là sau này chú sẽ thương và quan tâm cho mẹ con và con? Tại lúc đầu chú vô chú nói rồi, nếu chú thương mẹ con sẽ thương con. Dạ. Chú nói ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Dạ vậy thì con cảm ơn chú. Hay quá. Xúc động quá. À, mình nghe mình rất là cảm động vì lời nói của bác gái dưới ha. Thôi, yeah. Nếu mà nhìn mà mình thấy tâm đầu ý hợp đó, yeah. Thì chăm sóc lẫn nhau cái quãng đường còn lại anh nha. Cảm ơn Linh. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Rồi, kéo bức màn lên, em thấy anh nhìn anh sao? Dạ, thì cũng như tưởng tượng của em ạ. Anh nhận xét em thế nào à? Thì em khuôn mặt nhìn có hậu. Thì có bé Bi cũng 15 tuổi rồi. Lời. Đúng không tôi? Lời. Lời đó, vô thấy chưa mắt thấy lời nữa, thấy không? Thì thấy em cười tươi, tuổi thì cũng hợp nữa.
thấy cũng có lý. Thôi, có lý. Đó là mẹ vợ tương lai cũng tôi tí nữa, rồi hay về quá hợp luôn. Dạ. Bây giờ anh nói chuyện với chị á, anh thấy trái tim mình nó có rung động gì không? Tôi cũng hơi hơi. Có rồi đúng không? Có chị. Dạ, cũng thấy đập mạnh. Đập mạnh luôn, đập mạnh em rồi đó. Thì em phái rồi. Những cái gì anh hứa là anh phải thực hiện được. Anh nói trước hàng triệu người đấy. Đúng. Nha. Thì em nói cái gì đó mà có cái duyên là em phải bắt. Anh bắt tay tôi cái nữa thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha anh chị. À, dưới là có mẹ, có con trai, có gia đình, có em gái của mình. Tất cả mọi người đang chứng kiến giây phút này rất là thiêng liêng và rất là quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Anh nắm tay chị đi. Nắm tay nào. Đây là chiếc vé xem phim. Các chị có thể đi xem phim ngay bây giờ ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để có thời gian lãng mạn bên nhau ha. Đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản, 1 triệu đồng. Anh chị có thể mua sắm trong những ngày đầu tiên nào. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Cát Tường. Đây là quà tặng cho anh chị, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ. Cố gắng nha anh chị. Biết là chị cố gắng lên nha. Đây là cơ hội để mình có được hạnh phúc nha chị. Hai chị nắm tay chặt vào. Qua liền, qua liền. Qua coi liền. Tại em thích cái nền bản lúc đầu tiên của chị á. Khó kiếm lắm em, không được hàng lắm em. Dạ. Mặt dễ thương quá. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng mới vợ lẹ vậy? Dạ em đôi lắm rồi chị. Lắm hả? Dạ. Chị nào đẻ con? Chắc là lấy nhau vài tháng mới đẻ luôn. Chắc không? Dạ dạ. Ông để đứng lên xem vòng vòng, đứng vòng lắm thôi được. Trời con, ngon ngon ngon. Đứa ngon mà đặt trai khỏe mẹ á. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền, mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em, trai khỏe chứ nhận liền. Gì vậy? Khỏe liền. Đứa quá thì đứa quá. Cãi cãi tụi em, cãi đi coi. Đứa quá đó. Sao mà cái vụ chiếc nhẫn này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy thì em đeo cho nó. Tóc màu vàng. Đeo cho chiếc chiếu chơi, lâu bữa ngãi chơi mà. Ừ. Ai có chiếc chiếu chơi. Cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn nhà cũ em chào đầu luôn. Chào đầu là khác mà hói là thợ con dâu. Hói quá thì là chào luôn. Thợ con dâu gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ không dạ. Dạ. Hói là hói. Ít tóc vô mày. Ít tóc nè, là mấy bút hói. Có gì anh hỏi đâu. Dạ, thì còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Cái điểm thì hơi giác trường tí. Thôi bỏ rồi đi. Cái mà ví dụ thầy sẽ phạt. Đi ngồi nằm chỉ tay trong ngón. Chị em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, em lấy anh bộ đồ đi tắm. Thôi dạ. Kiểu dạng vậy. Em tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng. Hôm nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? À, em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây. Nguyên quán ở Quảng Nam. À, em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, họp hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? À, dạ, hai chiều thì được 3 mối. Hai chiều, còn một chiều. Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm đó. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn. Chiều đi cũng vài cái, là chiều về cũng vài cái. Còn bạn trai bên kia làm sao? Em thì hiện tại được 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? 2 năm. 2 năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? À, quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe cái giọng lạ lạ. Ở đâu bạn? Nam Đàn ạ. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? À, nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Hello quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ, từ từ chị. Dạ, em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng. Quan trọng là hiểu, thấy ok thì cứ... À, vậy là hiểu 1 tháng cũng được rồi.
phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em? Dạ, tùy hứng. Rồi, 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 tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à? Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ rồi, cho nên là em biết ai nổ. Mày có nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, giờ trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới rồi mình có ăn nhậu đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Mình bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn cái thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai là dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Ê, gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ anh Vinh nó nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Nó hát bài hay là đọc thơ là gì đi? Em hát một bài nha. Bài đúng hát rồi bài đó. Bài đi, vỗ tay. Sử dụng về. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ lan môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè, bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Giờ em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Rồi về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Rồi gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao. Mày mốt rủ tập cô này đi với nha, cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Qua liền. Đó, coi liền. Tại em thích cái mã lúm đồng tiền của chị ấy. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Yeah. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Chắc không? Chắc. Ông đứng lên xây vòng vòng thứ, vòng giống thứ được. Trời ngon. Ngon. Đứng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền, mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Liên quan gì? Ngứa quá, thằng này ngứa quá. Cãi thứ coi em, cãi thứ coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chiếc nhẫn này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó hợp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chơi, lâu ngứa gãi chơi mà. Ừ. Mai có chiếc ngứa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như là hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói cho Linh gì đó. Hói bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi gia trưởng tí. Thôi bỏ rồi đi. Gia trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vạch. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chỉ em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Rồi mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm đó chị. 10 năm nữa
giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Thấy không? Anh này đẹp trai lắm, bảo đảm em thấy là cái vụ hối cũng bỏ qua luôn, tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn anh hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dại gái chứ. Em thích trai nào dại gái không? Thấy không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích, vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên, và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. À, cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai con rể lý tưởng của cô tương lai cô thế nào ạ? À? Ngoại hình được, mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. À, được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn, nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích, nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Dạ. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần, nhưng mà chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. À, nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn hôm nay đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét là cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt, họ chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh như thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. Dạ. Anh chung... không biết tại sao cả. Đó, trước anh Quyền Linh chứ gãi sợ như thế vậy. Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm chia sẻ, phải thật lòng. Quan tâm chia sẻ với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích, cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi, coi làm sao trao đổi coi cái gì. Ba tháng sáu tháng con có mẹ rồi, em ngồi đây nó luôn đi. Nếu có xác định rồi em như nào em cưới được? Dạ, em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ, mình một nửa được không? 3 tháng em thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó thì là cưới thôi, chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2-3 năm mà 1 tháng hay là 3-4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những có cái điểm nào bạn cần mà bạn không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích đi chơi hút thuốc. Bạn mới đang hút thuốc thôi nha, kẹo xin gum thôi. Bên này hút thuốc. Em thì khi mà ở trong tiệm hoặc là hồi còn gọi là sủng nhi á, thì người mà em đã quen á thì khi mà đi chung với nhau á là em hạn chế hoặc là em không hút thuốc. Rồi, không hút thuốc, coi như nếu mà được quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ, khi mà em lấy vợ mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Thôi, thời 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 giá. Bây giờ
Bây giờ bạn nam ở đây là bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về cái người phụ nữ mà em tìm á, xét về cái ngoại hình thì em không quan trọng là chiều cao gì hết, tại hình như em thấy phụ nữ nào cũng hơi thấp hơn em xíu. Em thì thuộc dạng là thích cái khuôn mặt người con gái, thì mắt em thấy đi, cái người đó mắt hai mí, tình nó khác, bù lỗ nhau thôi. Bạn giới thiệu sơ về lý lịch trích ngang của mình đi bạn. Dạ em tên là Yến Quang, 28 tuổi, hiện tại em làm tóc. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Long An. Rồi bên kia, bên đây 28 tuổi nha, đang làm tóc. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Nhật Quang, em năm nay 31 tuổi, em đến từ Cần Giờ. Bạn làm nghề gì? Em thì em có một cái shop giày dép nhỏ nhỏ, em buôn bán kinh doanh. À như thế là hai người đều là làm đẹp hết đó. Mình làm ngành này lâu chưa, làm tóc lâu chưa bạn? Em làm cũng mấy năm rồi chị. Thế mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? 4 năm. Mà 4 năm qua mình không có người bạn trai nào sao? Dạ cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy không hợp á chị, nên là không có quen. À, mình có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ nhiều khi cũng khó tính chút. Tính của em thì vui nhưng mà nhiều khi mình xét nét á, ví dụ như cái người đó này được nhưng mà cái kia không được kia á chị. Vậy bạn như một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hợp với bạn? Trước tiên em nghĩ là ngoại hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm, tính tình thì vui vẻ. Dễ nhìn, nó có nhiều thứ dễ nhìn lắm bạn. Ví dụ cái mẫu như thế nào? Dạ giống như anh Quyền Linh đi. Vừa mắt em. Đứng lên. Cũng giống tôi lắm à. Giống không? Giống. Được rồi, bự. Bạn nam thì sao à? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có được 4 đến 5 mối tình thôi chị. 4 đến 5 mối tình? Dạ. Ít quá ha. Mối tình cuối cùng của bạn là cách đây bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng của em cách đây trước Tết thôi chị. Còn bạn có biết mình có khuyết điểm gì mà mọi người phải xa bạn? Cái khuyết điểm của bản thân em thì em có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Em nhai xin gom hơn nhiều. Gì nữa? Không biết nữa, có nhiều đó. Con thuốc với nhai xương gươm thôi. Vâng. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc là em giỏi nội trợ, nữ công như chánh thì giỏi. À. Còn khuyết điểm thì nóng tính, hay quên chút. Nóng tính? Dạ. Khó tính mà còn nóng tính nữa. Thì khó gần á chị. À. Bạn thấy mình kén lắm phải không? Dạ chắc cũng kén. Có cái điểm nào bạn cần và bạn không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích con trai hút thuốc. Bạn mới đâu hút thuốc qua nhai kẹo xin gum thôi. Mình thì hút thuốc. Em thì khi mà ở trong tiệm hoặc là hồi còn gọi là sủ nhi á, thì người mà em đã quen á, thì khi mà đi chung với nhau á là em hạn chế hoặc là em không hút thuốc. Rồi không hút thuốc, coi như nếu mà quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ khi mà em lấy vợ em mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Trời cãi giá. Bây giờ các bạn nam ở đây là bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về cái người phụ nữ mà em tìm á, xét về cái ngoại hình thì em không quan trọng là chiều cao gì hết, tại hình như em thấy phụ nữ nào cũng hơi thấp hơn em xíu. Em thì thuộc dạng là thích cái khuôn mặt người con gái, ví dụ như mắt em hí đi, cái người đó mắt hai mí nhìn nó khác, bù lỗ nhau, bù lỗ nhau vậy đó. Rồi còn về mà có tính tình là em thích người phụ nữ thông minh anh. Người phụ nữ thông minh thì người ta sẽ ứng xử từ việc nhỏ đến việc lớn, nó sẽ có cái nhiều... gì mà bạn không có mà thích người kia có. Dạ đúng rồi. Dạ, là thông minh. Dạ, thích người kia thông minh. Em thì cần cù, em bù thông minh. À cần cù dạ. Minh cái này được, thật thà đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ hỏi tôi hỏi bạn một câu nè, bạn có ý định kết hôn chưa? Dạ em có ý định kết hôn là cũng bắt đầu từ khi mà đăng ký chương trình này thưa chị. Bây giờ kinh doanh giày dép thì kia đủ kinh phí để có thể lo cho vợ con rồi chưa? Có thể em nuôi thêm một vợ và trên hai đứa con được. Chứ đừng nói mua một con hai vợ nha. Thật sự bạn có cái bí mật gì không? Khai báo ra đi. Dạ cái đó thì chị Cát Tường qua thì em sẽ cho chị và coi khán giả biết bí mật à. Qua đi qua liền. Tôi sợ bạn sao tôi không qua. Dạ em có những cái này. Cái gì vậy? Dạ. Là cái gì sao mình Cát Tường có cho ai coi chứ vậy? Dạ cái này nó bình thường thôi, đối với anh chị đó là chuyện bình thường. À. Nhưng mà đối với những người phụ nữ truyền thống hoặc là phụ huynh của những phụ nữ truyền thống chẳng hạn, người ta sẽ nhìn vô ban đầu, ôi thằng này nó như vậy là nó không được đàng hoàng gì đó. Tức là xăm hình đúng không? Dạ đúng. Thế nào vì mấy lý do này mà gia đình bạn gái người ta không chịu không? Em cũng tiếp xúc với gia đình của những bạn gái đó là thấy bình thường. Em giấu hay là em đưa ra? Em không giấu chị. Khi mà em xăm chẳng hạn thì em quyết định em xăm lộ chứ em không phải xăm kín để mình che nhưng dạ thì trước sau cũng phát hiện thôi. Không chị mà xăm mà chị xăm kín không à? Dạ chị ai xăm. mà muốn tìm cái kín thì mới thấy cái xăm. Có kín à? Tôi đâu biết tôi nói gì đâu. Trời ơi mà nó nghe nè. Dạ. Em có thể cạo mấy cọng râu này được không?
Cái này em để trên 5 năm luôn hả? Cái vậy? Nó cũng một sở thích thôi anh. Cũng sở thích nữa. Cạo là chuyện bình thường được. Đúng không? Dạ được. Ủa bạn gái gặp nó thôi hung nhỏ của cạo đi rồi sao? Thì bạn gái yêu cầu nhưng mà đôi lúc bạn gái thích thì sao anh? Không thích nó không, đa số chị đã bảo em đa số là 10 gái không thích hết 10 rồi. Tin chị đi, kinh nghiệm sống chị tràn đầy. Chứ còn cái này thì chị thua rồi. Em về em bạn dùng xăm xăm. Được rồi, bây giờ nào, thí dụ thứ nhất nè. Hồi nữa em nhớ kêu anh cạo cái râu đây nha. Anh hứa chị rồi, chị ghét ai để râu đây lắm. Em cũng ghét. Đó là chị biết mà. Em quan điểm như thế nào về hình xăm? Hình xăm thì cũng bình thường, tại em cũng có. Em cũng có? Ở đâu? Ở đây hả? Không. Là bình thường thấy không hay là không, phải không thấy? Không thấy hả? À? Vậy là giống ý chị rồi phải không? Dạ. Ở vô chỗ kính mới thấy đúng không? À. Có xăm nữa hả? Có. Thôi cho coi coi. Bậy cái này vô chỗ kính mới thấy. Bậy rồi. Có xăm hả? Dạ. Xăm nhiều không? Chút à. Chút à. Chút hả? Dạ. Mặt xinh mà. Xinh mà. Em thích những cái người mà có một cái cá tính lạ lạ không? Đừng nói lạ quá. Này cũng hơi lạ đó. Lạ quá thành lạ lùng. Nhưng đây dễ thương. Mình nói chứ mặt hiền lắm, nhìn là biết hiền rồi. Vấn đề tại vì những người hiền hay giống như những người mà thể hiện người ta như hiền thấy quá, mình dữ dằn ta xăm con hổ ngay đây không, con rắn ngay đây nè, nhưng thật sự đằng sau là con thỏ ví dụ vậy. Ha? Em không thích gì ở người đàn ông? Không chung thủy. Không chung thủy. Thuốc. Không, thuốc là bên kia có thể bỏ được. Em có ghen không? Chắc em không. Ủa yêu mà không ghen hả? Ghen ví dụ như đáng thì mình ghen, chứ còn mấy cái mà không đáng thì bỏ qua. À đúng rồi. Để tin tưởng nhau. Không, nhưng mà chị hỏi em có ghen không? Không, em không ghen anh. Không ghen luôn hả? Tại vì khi mình xác định quen, mình có sự tin tưởng thì mình không cần ghen. Rồi, được. Khoan, cho em xí hỏi gia đình người thân một chút. Thế bây giờ bản thân em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như về gia đình em mà thấy bạn trai xăm nhiều vậy rồi, gia đình em có vấn đề, có chịu không? Ba mẹ em cũng không có thích. Tại vì hồi bạn trai trước của em có hình xăm, ba mẹ em cũng không có thích. Rồi sao bây giờ lỡ như yêu anh này rồi dẫn về rồi gia đình không chịu vậy thì em giải quyết sao đây? Chắc để thời gian từ từ á, nhiều khi thấy hình xăm nhưng mà cái con người của người đó như thế nào. Đúng rồi. Ủa Nam có đi với người thân không em gái? Dạ có anh. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao nha. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ mình nghe bạn trai này nói vậy sao mình cảm nhận là có hợp với bên kia không? Nói chung là em thấy cái bạn trai bên đây cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Bạn có đi với người thân không? Dạ em có đi với hai đứa em. Khoan mình hỏi chút xíu về bạn thân nữa. Bạn nghĩ sao về hình xăm? Em thấy thì quan niệm này thì cũng bình thường thôi anh. Tại vì mình chủ yếu là con người, bản thân con người mình sống như thế nào thôi. Còn hình xăm ở ngoài thì không có gì hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chào hai em. Rồi, em nhìn nhận chị này như thế nào? À, chị có vẻ là hơi khó tính. Hơi khó tính. Dạ. Em thấy có hai người có phù hợp với nhau không? Em nghĩ là qua quá trình mình quen và mình tìm hiểu thì mình sẽ chấp nhận với nhau thì sẽ hợp nhau. Rồi, cảm ơn người thân của hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên, hai bạn sẽ có cảm nhận nhiều hơn. Rồi, Quang quay qua đi. Xin chào em. Có món quà anh xin tặng cho em. Anh không có đòi quà đâu, anh yên tâm. Anh có gì hỏi em? Ấn tượng đầu tiên của em là về anh như thế nào? Ấn tượng thì nhìn cũng được. Cảm ơn em. Dạ. Thì em thì anh còn cái bản thân anh thì anh thấy em không có đẹp là vì em quá đẹp rồi. Đúng quá ha. Có cái gì em hỏi anh nữa không? Nhìn to con bậm trợn gì mà có vẻ rung nhỉ? Thì đối diện với người đầu tiên mình gặp muốn hẹn hò thì hơi khớp một chút xíu chị. Hồi nãy có nghe nói là bên phía gia đình em là hoặc là em đã từng quen một người bạn trai có hình xăm. Thì anh hy vọng là hãy cho anh một cái cơ hội tiếp xúc với gia đình em hoặc tiếp xúc với em. Anh biết con người của anh có nhiều con người bề ngoài hay không? Cảm nhận khi gặp người bạn trai trước mặt như thế nào? Tinh thần tim mình như thế nào? Tim nó đập bình thường. Ví dụ khi mà bạn gái run, khi bạn gái lo, khi bạn gái buồn thì mình sẽ làm gì? Hãy xin hát một bài nó buồn để cho bạn buồn hơn nữa. Rồi hát đi, thử cho bạn buồn. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh hát em thấy em cười. Đó cười, em hát hoặc buồn mà em cười. Bây giờ mình nói một câu gì đó ngọt
hay là ngọt thử xem. Anh không phải là sói ca nên anh không có nói được cái ngôn tình, nhưng nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ làm em không thất vọng. Hay. Em nghĩ là lên chương trình thì cũng cho mình cơ hội, cho bạn nam cơ hội. Trên đây có 2 phút rồi cũng không có nói được gì nhiều hết, cũng không hiểu được gì nhiều hết. Bạn nam có muốn nói gì nữa không? Dạ, em nói lời cuối cùng, hy vọng bạn gái sẽ hiểu lời cuối cùng hồi nãy đó. Ghê quá, lời cuối cùng ghê quá. Hết hồn, hết nhiều. Rồi. Hồn. Anh không phải là sói ca nên anh không thể nói những câu ngôn tình. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Thuộc ngôn thấy không? Câu này cũng nằm trong một cuốn ngôn tình. Một. Suy nghĩ cho kỹ các bạn nha. Chúng ta đang có hàng triệu người chứng kiến. Điều này hết sức là thiêng liêng. Nói chuyện vui vẻ, tìm hiểu nhau. Nhưng khi quyết định nó không phải là chuyện đùa giỡn nữa. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm giác. Chúc mừng anh chàng bự con nha. Lần đầu tiên gặp nhau. Anh xin phép nắm tay em. Một người con trai che chở như vậy, một người con trai mạnh mẽ như vậy cần thiết lắm chứ bạn. Chú chỉ chở người già, người đau đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng cũng sống là được rồi. Không phân biệt là con anh hay con em. Dạ. Yêu cầu con nó ngoan là được rồi. Em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái này vậy. Sống chung với bạn nhà cái đi làm đó, sống tập thể anh cũng nấu. Ai đâu có ai biết đâu, tự đò mò nó rồi, nói đẹp biết đâu ăn biết đâu ăn, đó biết từ từ em nấu không. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đánh với nhau. Rồi bây giờ mình tính chuyện hẹn hò đi, Đồng Tháp với Củ Chi đó, hẹn sao? Để ví dụ như mình chấp nhận hẹn hò nhau thì có thể. Hiện tại là anh sống Long An hả? Anh sống ở Củ Chi, quê ở Long An, trai mẹ Long An. Mấy anh ở Long An, anh làm vợ Củ Chi. Rồi nếu mà trường hợp mà bấm nút hẹn hò rồi anh hẹn em sao? Thì anh có chiều thứ bảy thì tới chủ nhật cho em. Hơi xa nha, đi một ngày về là anh không ở lại chơi luôn. Ở Đồng Tháp anh biết nhiều không mà. Em ở tận nguồn ở trên Đồng Tháp là chứ nó không phải là em gần biên giới luôn. Em ở quê nào? Tân Hồng. Tân Hồng anh biết. Tân Hồng Hồng Ngự đó. Dạ đúng rồi, gần biên giới Campuchia luôn anh. Rồi. Rồi, bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp à. Năm nay em sinh năm 87 à. 87 là nhiêu tuổi? Dạ 33. 33 tuổi. Kim dạ. Anh sinh năm 87, 33 dạ, tuổi. Dạ em hả? Thí Hằng à. Hả? Thí Hằng anh. Em giới thiệu lại đi, nói lớn nó cho bên đàn trai nghe luôn nha. Dạ em Thí Hằng. Thí? Thí. Thúy. À, Thúy Hằng. Rồi bây giờ giới thiệu lại cho đàn trai bên đây là nghe luôn. Bắt đầu. Dạ em tên Hằng à, em đến từ Đồng Tháp. Em năm nay 33 tuổi à. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa hả chị? À đang học làm spa hả? Dạ. Em ở Đồng Tháp luôn. Dạ đúng. À là bây giờ mới lên đây để chơi tham gia chương trình này. Dạ. Rồi, người ta dân Đồng Tháp. Đồng Tháp, Thúy Hằng hả? Thúy Hằng. Thúy Hằng 33 tuổi, làm công việc gì? Đang học spa. À đang làm spa. Rồi mời bên đàn trai. Dạ. Lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên dạ. Kia và chào quý vị khán giả. Tôi tên tự giới thiệu tên Trần Văn Điệp, năm 1976, 44 tuổi. Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bàn. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng các bạn, em làm bên kỹ thuật sắt anh. À kỹ thuật sắt. Dạ. Gia công và lắp ráp luôn. À. Điệp sinh năm 76. 76. Dạ. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi. 8 9 tuổi gì đó. 9 tuổi. Rồi, em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hằng. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ, chứ nói chung là em nhút nhát trước đám đông. Dễ hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Dạ. Ờ. Mà Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đập đồ luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Nóng mà đập đồ luôn á hả? Dạ. Trời ơi. Bởi anh ta làm sắt đó, ông biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Coi như đập cũng mấy cái điện thoại rồi đó, bên đàn trai ơi. Trời ơi, nghe thấy sao Điệp? Dạ, không anh cũng bình thường thôi. Bình thường đúng không? Dạ, dạ.
sắc em còn sợ nữa chứ đập điện thoại đúng không? Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dài lúc khác đúng chứ rồi. Đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Mày mối hàng cái điện thoại bằng sắt luôn, có đập cũng sao hết. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Ca hát hả? Dạ. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát ca cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài cầu đi coi. Dạ, trên đây là đến chương trình bài tân cổ được mang tên là Về Với Quê Anh của tác giả Hiền Phương và Giang Chí Mỹ. À thôi giờ vậy nè, bây giờ cổ để ngồi mình hát Về Với Quê Anh đúng không? Dạ. Hồi vừa gặp cô gái là mình hát liền đi. Dạ. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Hát nhạc đi. Hát nhạc anh. Ừ. Nhạc thì thường em hát nhạc trữ tình, em hát nhạc quê hương. Rồi thử là trữ tình gần đoạn thôi. Dạ. Em hát bài Sóc Cho Ba Sóc Trăng anh. Rồi ok. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre làng hàng dừa rậm bông, dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hát cao quá vậy. Hay quá vậy, hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa đi, hát hay quá. Tại nói thiệt anh Linh á, thường thường là hát có nhạc không à. Có nhạc. Chưa bao giờ, lại nha. Dạ, chưa bao giờ hát chay. Bắt tông lại nha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng không rồi đó, bắt đầu 2 3. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa, đường qua trùng cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiểu ta lưa thiệt. Oh, wow. Ngọt. Hay à nha. Rất là ngọt luôn. Ngọt mà ấm. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm. Ấm ha, giọng hay không? Ngon hay. Giọng ngon ha. Giọng ngọt mà. Ngọt, ngon lành. Tại thường điểm là vậy là vui rồi. Thường thường hát có nhạc á chị, nó dễ hát hơn. Được rồi, không có nhạc, có nhạc hát hay hơn. Là hay rồi. À em có nhạc em sẽ hát hay hơn. Còn hát nói nghe nè. Hát vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không, lời ca tiếng hát đúng không? Dạ cũng không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao, cái đó mình không cũng em cũng chưa có dạ đáp án chính xác nữa, nhưng mà tại vì mình cũng yêu thích thôi. Dạ. Tới tay. Dạ. Nhưng mà có bao giờ mà em hát xong rồi là có một bạn gái là coi như là đổ gục chưa? Có chị, ví dụ như em đi hát những chiều thứ bảy cuối tuần đó, cũng em cũng đi hát giao lưu những cái tụ điểm hát với nhau này kia đó, thì cũng có bạn gái lên tặng qua rồi này kia. Tặng qua rồi. Bữa bữa đang hát á, lúc mà khuya khuya hát bà kia gục luôn, ngủ luôn. Hát gục ngủ luôn. Quá, ông mối gì tự dìm hàng phe ta vậy? Nói vui vậy thôi mà. Rồi mà giọng hát hay. Ừ hay à. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ hồi lớn lên thì em có gãy đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. À, dạ, thì, đã gãy đổ một lần rồi. Dạ, dạ. Ừ. Có là... con chưa? Dạ, có đứa con. Mấy tuổi? Con 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. À vậy. Ủa, đó. Nhưng mà lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. Lấy nhau 8 năm? Dạ. Rồi đổ vỡ mấy năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có, cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà thú thật với chị, với khán giả đây, thì nó đúng ra thì mới đầu là tình bạn thôi, không ngờ đi đến tình yêu. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá nhiều, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi. Được. Trời ơi giỏi dữ trời. Trời ơi ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi, đổ lộp rộp hết chứ bộ giỡn ha. Mới chia tay nay cũng 1 năm chị. Mấy mới chia tay nay 1 năm. 1 năm nay rồi, vì lý do thì nó cũng bên kia thì cũng hối đến cái để kết thúc để cưới hỏi chị. Thì em thấy thì cô gái này còn quá nhỏ nên em muốn là để mình tìm hiểu thêm một chút ít nữa. Thì không ngờ thì hồi năm rồi thì tự nhiên em gái đó nói với em là chia tay thôi, em với anh ở đây là hết, đường ai nấy đi vậy thôi. Vậy ngắn hả? Gọn vậy thôi. Ngắn gọn vậy hả? Dạ. Chứ em thì em cũng tính tiến tới hôn nhân. Tại vì đúng rồi còn quá nhỏ nhưng mình để thời gian thử thách đó mà. Thì... nhưng mà giờ em quên hẳn chưa? Dạ quên hẳn lâu rồi chị. Một năm rồi đúng không? Dạ em chỉ bố trí vào công việc thôi. Ừ. Với hơn nữa giờ cha mẹ không còn, mình phải lo cho bản thân mình. Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Trai 18 tuổi không? 18 tuổi anh. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Làm thợ bạc? Dạ. Cũng được rồi. Dạ.
Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên đây 5-6 triệu rồi. Thôi khổ ghê, xuống chứ lên đâu. Sáng 51 giờ lên 56 rồi. Ôi thiệt không? Thiệt. Thiệt không, luôn hả? Rồi thiệt. Vậy là mừng đó, chúc mừng bạn. Ừ, tối lên tới 60 giờ. Vàng chỗ này sao có vợ nổi lên 2-3 bụt. Rồi nói nghe nè, cái điểm mạnh với điểm yếu của em là cái gì? Em á thì em á vậy đó chị, giờ sống tự lập thì nay cũng cha mẹ mất cũng 10 năm rồi, mất năm em đi vợ chồng em đi hôn đó chị. Cũng cấm tình thì em cũng vui vẻ hòa đồng, dễ gần gũi, em cũng biết nấu ăn, là biết tự chăm sóc bản thân. Vậy thôi. Thì nãy giờ em có nghe bạn này chia sẻ cái điểm mạnh điểm yếu rồi gì? Dạ. Thì chỉ có một cái tật duy nhất là hơi nóng tính. Dạ cái đó thì không em, sao chị? Em khắc được cái đó không? Dạ được. Đủ bản lĩnh để mà kềm được cái đó không? Dạ được. Được không? Dạ. Nhà gái đường tình duyên sao, kể cho nhà trai nghe coi. Thì để thủng thẳng từ từ đi ta. Tôi muốn nghe đường tình duyên nhà gái quá à. Sao cưng? Đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao em cũng một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Ủa vậy em hả? Có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? Dạ, ở với em. À vậy đó hả? Trai cũng 18 tuổi luôn hả em? 8 tuổi anh. À 8 tuổi hả? Dạ. Ly hôn là 6 năm rồi. Thì 2 tuổi là đã ly hôn rồi. Dạ đúng. Là em nuôi đó giờ luôn. Rồi em nuôi em, nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Nên nhưng ở mà cha có chu cấp tiền? Dạ không. Không luôn? Tự, dạ, tự một mình một em. Một mình em là nuôi con từ đó giờ. Dạ đúng. Đó ông muốn hỏi gì ông hỏi. Chào đi. Chào nhà gái. Dạ em chào anh. Gái Đồng Tháp mà, trời ơi. Bén lắm, không có giỡn. Bén dữ ta. Bén lắm. Gái nhà Mân hả? Dạ không, em ở Tân Hồng á, anh Hồng Ngự. Tân Hồng hả? Dạ dạ. À, chứ Đồng Tháp mà nổi tiếng là gái nhà Mân đẹp lắm. Ha, em cũng rất là xinh, anh dạ. Cũng rất là bất ngờ đó. Một đứa con 8 tuổi rồi ở với em. Dạ. Rồi công việc em là? Hiện tại em đi học spa anh. Học spa. Trước đây thì em có làm trong casino. Trời ơi, có làm casino nữa. Dạ. Thôi chuyện đó giấu đi. Là chuyện hình không được đâu. À, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Nghe lời em là được đúng không? Trời ơi, phụ nữ vậy, chứ đàn ông nghe lời là được, còn kể chẳng biết cái gì ra sao cả, nghe lời phụ nữ là được. Ha? Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, với cờ bạc đó anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không. À, em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tương tiêu chiều chuộng. Ừ, đúng rồi. Yeah. Không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Yeah. Có gì chổi gì đó. Thế đó chơi thôi nha. Không nên gọi là vũ phu phụ nữ. Được rồi đó. Yeah. Còn yêu cầu gì nữa không? Đâu bây giờ hỏi em mong muốn cái người bạn đời sau này đi tiếp tục của em là phải như thế nào? Có một cái mẫu hình lý tưởng nào đặt ra chưa? Thì em chỉ mong là chung thủy thôi, tại vì chuyện của em là đổ vỡ là do chồng em ngoại tình với vũ phu á chị. À, em chỉ muốn tránh cái trường hợp đó thôi. À, tránh cái đó. Nhưng mà bây dạ. giờ em có mong ảnh ngoại hình ảnh phải cao, da ảnh phải trắng rồi cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có thể đến nổi đâu. Anh làm sắc, làm sắc bóp trắng hay giận trắng nổi. Ông mặt trời không bén da anh thì lửa cũng bén da anh không có trắng. Nhưng nói mà đàn ông đen mới mạnh mẽ. Đen trắng không quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm dạ, lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, hay không? Dạ. Ha? Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh à, Việt Nam có một à, chứ đâu ra. Dễ thương hơn. Dạ, dễ thương. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Giờ vô spa chăm sóc cho nó được chút xíu ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bên gặp mặt nha. Chứ bên bảng trắng, bên phấn bảng đen phấn trắng. Rồi, em đi với anh gái. Em đi với bạn thân em. Bạn thân ha? Dạ. Rồi chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nở nhụy chưa? Dạ tháng 12 ạ. Rồi chúc mừng nha. Chúc mẹ tròn con vuông ha. Bây giờ bạn thân thấy sao? Bạn mà thân lắm rồi mới đi đó. Đúng rồi. Coi như nặng nề vậy mà vẫn đến với bạn. Em cũng thương Hằng lắm. Cho nên cũng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghén lắm.
thôi em cũng không làm mất thời gian của anh chị cũng như là các anh chị ở trong khán phòng hôm nay ha. Thì theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó cảm thấy là quá bức xúc rồi, giống như là chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng như vậy. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn, bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, có sao nói vậy, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Cho nên là em thấy bạn đã rất là thiệt thòi trong vấn đề là hôn nhân, gia đình, tình cảm. Từ lúc mà em quen bạn tới giờ thì em thấy toàn là những cái chuyện tình cảm đau buồn không à. Cho nên em cũng hy vọng là cũng lần này mình cũng xách hai mẹ con mình đi để ủng hộ. Vì cơ hội hầu như cũng chỉ có một lần, phải biết nắm bắt cơ hội. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Vâng, em nha. Rồi, đẹp đi với ai đẹp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu. Anh ruột ha? Dạ. Rồi. Dạ. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả quý bà con ở trong phiên trường này. Chào nhà xin trai. Chào em. Dạ, dạ xin dạ. Phép ạ. Dạ. Tôi là anh rể cô đẹp. Đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Ruột do đó là trai vô mới nói đúng không? Dạ, đi bốn anh em, đi là cháu này em, đây cũng em nữa. Nhưng mà còn trước hết thì tôi cũng xin nói là về cái về bên nhà trai, bên em của tôi, em vợ. Thì Út Đẹp đúng ra tội nghiệp, hồi cũng báo với đây tất cả bà con mình là cha mẹ mất sớm. Mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi, nhưng mà do cái tự lực gánh sinh. Ông Điệp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi, thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm rồi, một mình vậy này đi làm lên Củ Chi, lên thành phố cũng đi làm, rồi cũng về lâu lâu cũng về đám giỗ ông già bà già thì đều có về hết, người thấy cũng tội. Anh em mà không gồng gánh nhau để đi làm, mà tự đẩy bản chất tánh nó là nó phải đi làm tự lực cánh sinh chứ không có để mà lệ thuộc anh em. Do đó mà cũng trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương. Đó, xin cũng là thấy là tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh như em tôi cũng hoàn cảnh vậy. Đó, thì tôi thấy là cũng mong em đẹp là hai người mà tìm hiểu nhau thêm rồi sẽ, theo tôi là tôi thống nhất. Thống nhất là ý kiến là bấm tốt. Cũng có nút đầu bấm. Nút được bánh này. Tới hai đứa là tới hôn nhân để sau này mình lo lớn tuổi rồi, lo còn cái hoàn cảnh gia đình, lo cho gia đình, cho hạnh phúc cho con cháu. Đẹp ở nhà tên gì anh? Dạ cũng đẹp luôn anh. Đẹp luôn hả? Dạ. Chứ không có nghệ danh gì, nó là đẹp là thứ mấy, đẹp là thứ mấy. Anh kêu Út. Dạ. Út hả? 13 người con là nó Út thứ 13 là. Út hả? Dạ, Út 13. Út cuối hả? Dạ. Coi như là chót luôn á. Dẫu ăn nghèo Út hốt hả? Dạ. Vậy là gọi Út hốt đi. Dạ, cha mẹ bệnh hết rồi, chết hết rồi, giờ còn nó khổ luôn. Rồi. Nghèo Út ăn, giàu Út hốt. Hay đặt Út hốt cũng được không? Được anh. Được không? Ở nhà có ai kêu Út hốt không? Không. Không hả? Dạ. Vậy mà mấy nhỏ kia kêu Út hốt. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. À, gặp cái là hát. Chạy luôn liền nha. Lên liền gì về, về của anh hả? Về giải của anh. Về giải của anh nha. Không có nói gì hết. Lên cầu dùng cổ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát nha. Không, hát luôn nó mới
cái cảm tình nha. Vô khổ liền nha, về với anh luôn, bắt đầu. Em cảm ơn à. Em cảm ơn. Đứng đó. Rồi, em gửi anh món quà. Cảm ơn. Đứng đứng, đứng đó, hốt hốt. Sao hát loa anh? Ừ, hát luôn. Em có bài hát gửi tặng em với khán giả. Dạ. Hỏi giới thiệu, lên giọng cổ luôn nào. Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buồn mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lạc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Xóm dưới làng trên mọi người đều hiếu khách, em sẽ thấy được tấm chân tình mộc mạc của anh. Bằng lòng đi em anh chinh đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Dạ xin hết. Rồi mở hộp đi, mở hộp quà đi. Em có món quà nhỏ tặng anh, đó là một dây thắt lưng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Rồi em gái đáp lại bài hát nào đó tình cảm thôi. Em không biết ca anh. Cái nhược điểm em là ca dở nữa. Nấu ăn cũng dở, cái gì cũng dở hết trơn anh nha. Cái đó em lo. Ủa tặng gì không biết gì à? Em tặng, em tặng thắt lưng á chị. À tại sao em lại tặng anh thắt lưng? À, em muốn kết chặt tình thân. Kết tình thân đúng không? Dạ. Lúc nào em cũng ở cái thắt lưng của ảnh hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Lưng của em đó đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, ý nghĩa kỳ hả? Lúc nào ta phải trói buộc tình yêu thì tự nhiên lúc nào em cũng ở thắt lưng của ảnh. Ủa có sao đâu, mắc cười quá à. Cái chuyện vợ chồng mà ngộ quá à. Sai sai sao không? Chấp nhận làm cái thắt lưng của chồng cũng được mà, mắc cười quá à. Đúng rồi hả chị? Đúng không, quan điểm của chị là vậy đó. Thôi tôi thích quan điểm. Tại rồi. Vì anh Linh nó không có xài thắt lưng, em hiểu không? Đơn giản là vậy thôi. Tại tôi có thắt nó cũng tuột xuống. Rồi hai đứa về chỗ xong rồi nói chuyện đi cưng. Đó. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi, cảm nhận về nhau đi các bạn. Em nói trước đi anh. Em cũng đúng nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Dạ. À, nói thiệt anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là vì sự cố là xém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì dạ. Thiệt cái chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh đó. Là sao sao bị té xe á chị? Em á hả? Dạ, xuống bữa xuống làm chương trình tuần rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi đến đây thì cũng nói là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh không mắc nợ em chưa trả hết. Chứ tôi tính là em chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì biết hai cái đầu gối nè, đi làm chương trình của mặt đồi nè mà vô mấy đứa em này nó dòm ở đâu dám hỏi. Tại vì thay vì quần riêng nó rủng lủng lỗ là phong cách. Còn này quần giải lủng lỗ nó mới dòm. Tại thấy lạ lại mới cắt ra luôn đó đúng không? Dạ, cứ rách ra luôn á chị. Tay bên đây. Trời. Nhưng mà vô em cũng nói gì, em cũng nói gia đình luôn đó. Tới ngày hôm nay luôn để gặp như đây thì nó nói là cái duyên. Thì thôi nếu coi như bỏ chuyện xui xẻo hôm nay mình có được cô gái xinh đẹp rồi. Mà ông nói hay lắm nghe Linh, ông nói hay lắm. Cái là cái số của ông á, ông còn chưa trả nợ được cô này cho nên là bữa nay ngồi đây đó. Thì cũng là cái duyên, thì nếu chúng ta cảm nhận về nhau thì em cần cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn, tìm hiểu trong tình bạn rồi đến tình yêu. Nếu thật sự mình là một nửa của nhau thì cùng nhau đi sẽ hạnh phúc, em thấy sao? Em phải trình bày em làm thế nào để cô ấy tin rằng em sẽ lo lắng cô ấy để biến cái duyên thành cái nợ chứ. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Em sống tự lập, cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, xây dựng mái ấm gia đình ở đâu cũng được, cái gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Ví dụ là em muốn sống ở Đồng Tháp không muốn sống Long An thì anh cũng có nhà có đất. Nhưng mà dự kiến của anh thì anh tính nếu mà có gia đình thì nếu vợ anh cùng suy nghĩ với anh thì anh tính mở một cái doanh trại, gọi là một cái trại để anh làm bên gỗ. Tại trước hồi xưa ba mẹ còn sống thì anh làm kinh doanh bên gỗ. Hiện tại anh làm bên sắt hả?
Bây giờ anh mới làm công nhân sắt mới đây 2 năm thôi. Cái công việc cụ thể anh là gì? Bây giờ thì anh làm bên sắt, kỹ thuật sắt. Tức là hàng ghế, bàn ghế không, hay anh sao? Làm bên kiến trúc, bên xây dựng. Làm chung cư, là với nhà xưởng, nhà cao tầng. Dạ. Yeah. Em có một đứa con em nuôi gì đó anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Yeah. Theo bản thân anh cũng vậy, tại vì anh có tấm lòng nhân ái lắm, anh thương giúp đỡ người già, người neo đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng cuộc sống là được rồi. Dạ. Không phân biệt là con anh hay là con em. Dạ. Yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Dạ. Em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Sống chung với bạn, nhiều khi đi làm đó, sống tập thể đó, anh cũng nấu. Ai đâu có ai biết đâu à, tự đò mò nó rồi nói điệp biết đâu ăn gì đó, biết từ từ em nấu không. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Rồi bây giờ mình tính chuyện hẹn hò đi, Đồng Tháp với Củ Chi đó, hẹn sao? Rồi ví dụ như mình chấp nhận hẹn hò nhau thì có thể... Hiện tại là anh sống Long An hả? Anh sống ở Củ Chi, quê ở Long An, cha mẹ ở Long An. Mấy anh thì ở Long An, anh làm gì ở Củ Chi. Rồi nếu mà trường hợp mà bấm nút hẹn hò rồi anh hẹn em sao? Thì anh có chiều thứ bảy tới chủ nhật đó. Hơi xa á nha, đi một ngày về là anh không ở lời chơi luôn á. Đồng Tháp anh biết nhiều không em mà. Ở tặng nguồn ở Đồng Tháp là chứ nó không phải là em gần biên giới luôn á. Em ở huyện nào? Tân Hồng anh biết. Tân Hồng, Hồng Ngự đó. Dạ đúng rồi, gần biên giới Campuchia luôn anh. Đi Hưng gì quên rồi. Tân Hưng hả? Khánh Hưng dạ. Tân Hưng không phải. Cái gì Hưng quên rồi. Tân Hưng đúng rồi. Là em đi xuống Long An ha. Em quẹo cái đường N2 đó. Đi dạ. Thẳng xuống dưới luôn, đi tới gần biên giới luôn là Tân Hồng, Tân dạ, Hưng đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Giáp biên giới. Bây giờ có đường N2 mình đi tắt đó, mình đi tắt cho không đi đường kia nữa. Đi cầu 79 đó. Dạ đúng rồi. Tại giờ anh cũng có bạn. Nhưng mà đó. Em cũng thấy hơi xa nha. Bây giờ vậy nè, bạn này bạn đang học spa nè. Thì học để chắc chắn là em muốn mở tiệm hay muốn đi làm cho người ta? Em mở tiệm chị. Em mở tiệm dạ, đúng không? Ước mơ em là em mở tiệm. Ví dụ mình mở tiệm ở Củ Chi được không? Dạ được, bình thường đâu chị. Đâu chị. Thì bây giờ em nói đi, dạ. em nói cho bạn biết. Thì ví dụ như mặt bằng Củ Chi đó. Em muốn mặt bằng Củ Chi thì mình mở mặt bằng Củ Chi mình làm. Cũng dạ. Củ Chi ngon à, trời. Thiệt mặt bằng. Bây giờ nè, thí dụ giờ á, bây giờ em gái ở Đồng Tháp lên đây, nếu mà hai đứa có duyên với nhau, có nợ với nhau, dạ. Lên đây thì ở đâu? Lên đây thì ở Củ Chi, tại em làm là ở Củ Chi, còn Long An thì lâu lâu mới về, là có đám tiệc rồi cha mẹ mới về. Nhưng mà Củ Chi có nhà không? Có nhà em thuê. Em thuê? Chứ không phải nhà em ở Long An. Long An nhà ở với ai, nhà đó của ai? Nhà em là anh lúc ba mẹ còn sống thì ở chung đó, giờ ba mẹ chết rồi em cho người ta thuê. À nhà đó là của em luôn, dạ, còn dạ. Mình em thôi. Dạ, à là ba mẹ cho em nhà đó rồi. Dạ dạ. Nhà đó ngay mặt tiền không? Cũng ngay mặt tiền anh, mặt tiền mà đường cũng gọi là đường lộ nông thôn chứ không phải là đường lộ được rồi, dạ. Đường lộ là mở được rồi. Nó nhà. Nằm hai mặt tiền luôn. Trời ngon vậy? Nằm ngay góc bên L luôn. Ngang mấy? Nó 60 mét vuông anh, 30. 60 mét vuông hả? 60 bốn mặt này nè. Cũng tròn vo vậy đó hả? Vuông, nó vuông á chứ không phải. À nó vuông bốn mặt tiền, ba mặt tiền hả? Dạ, hai mặt tiền. Hai mặt tiền lộ. Ồ vậy là mở spa rồi. Rồi vậy spa ở Long An rồi là hợp lý hơn nữa. Cũng như nằm ngay cái cùng chỏ vậy. Rồi hai mặt tiền lộ luôn. Ừ, vậy cũng được. Đó tương lai là như vậy ha. Dạ. Còn chuyện em cảm nhận thế nào? Đó là cái tương lai. Dạ. Có thể là mẹ con lên ở đó được không? Được. Cái đó làm dự tính thay gì rồi? Anh tính mở là cái trại gỗ, cái xưởng gỗ, nhưng mà thay giờ để mở cái spa cho. Để mở spa cho vợ ha. Đúng rồi. Ừ, có chuẩn bị tiền cưới vợ chưa? Thì cũng có anh. Có không? Dạ. Thay vì mình làm sắt ở Củ Chi này kia thôi, mình về Long An mình tập trung chỗ luôn, có mặt bằng luôn được không? Được anh, thì cái đó là do mình vợ em, dù giờ muốn kinh doanh ở đâu, mình thấy địa hình ở đâu làm ăn được thì mình cứ kinh doanh. Mày có chuẩn bị vốn cho vợ làm ăn không? Mày cũng có chút đỉnh nhưng mà có hết, cái lòng người đàn ông đã chuẩn bị hết rồi. Dạ. Đó, nói sơ sơ vậy, hai người nói tiếp đi. Rồi bạn nữ muốn hỏi gì nữa không nè? Em nghe nói là cha mẹ mất hả anh? Cha mẹ anh mất, dạ. Nay cũng 10 năm rồi. Tại hai ông bà mất cách nhau chưa đầy một tháng. Dạ. Bà mất, má mất 28 tháng 6, bà mất 24 tháng 7. Dạ. Năm 2008.
cách nhau có 20 mấy ngày mà hai cái tang. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền chân thật đó anh. Dạ. Nếu bây giờ hai người tính đi, thí dụ tiến xa hơn nữa về ai quản lý kinh tế, rồi có sinh con nữa không, rồi đẻ con trai hay con gái, hỏi anh đi. À, khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào, giống như là anh muốn sinh con thêm hay không, hoặc là rồi em hiểu, anh hiểu em, nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình tiếp nhận thương nhau á thì giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng độ vợ. Trước mắt thì giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Tại vì em cũng có con đúng không, anh cũng có con. Thì cái chuyện thì phải làm có một đứa con chung rồi, với anh thì em phải có một đứa con, nhưng mà ý nói là vậy, mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Là hãy thấy lo con kinh tế và hưởng thụ. Hưởng thụ chứ đúng không em. Cũng cực quá rồi. Bạn nữ này cũng cực quá rồi. Cho nên yêu nhau mình phải đi tận hưởng đã, rồi xong rồi mình tính tới cái chuyện con cái. Con cái nó cũng không muộn gì, vài ba năm rồi hai đứa làm kinh tế ổn định rồi, xong rồi. Rồi như anh Quyền Linh anh hỏi đó là kinh tế ai giữ anh, tiền bạc? Thì cái đó là gì? Chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền, giữ là giữ, ví dụ như tiền đi đứng này kia, cà phê cà pháo, giao tiếp bạn bè vậy thôi. Dạ. Rồi gọi là tiền phòng thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200 ngàn á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. À, anh nói thật nha, nếu mà cái nghề của Điệp ở đây đó cũng dễ phát triển kinh tế lắm. Cái nghề sắt hiện nay đang phát triển, các bạn có nghĩ rằng chúng ta nhận chỉ cần một công trình thôi, nếu nhận đúng công trình lớn đó thì cái tiền nó cũng cao lắm. Thậm chí có người nhận một cái công trình vài tỷ là chuyện bình thường về sắt. Người ta làm không biết là em làm có nhận công trình lớn hay không thôi. Nhưng theo anh đó, những cái thợ làm sắt, kỹ thuật sắt á, hiện nay rất là được trọng dụng luôn. Đó là cái hướng kinh tế thôi. Chồng làm sắt, vợ làm spa, cô thấy nó cũng sai sai ngược ngược sao nhỉ? Cũng hỗ trợ cho nhau được ha. Nhưng mà có thể vợ sẽ hỗ trợ spa cho chồng cho trẻ đẹp hơn chút xíu. Nhìn em cũng đâu đến mức mà tới bốn mấy tuổi đâu. Dạ cảm ơn anh Linh. Nhìn cũng trẻ mà. Cô này cũng quá trẻ, cũng còn xinh đẹp. Bây giờ nào, vấn đề còn lại là cô ấy có rung động hay không. Em nói một câu nào đó, hứa với cổ, nếu mà em đến với anh sẽ làm gì, anh sẽ thực hiện điều gì, anh sẽ lo cho con em thế nào. Con em là con của anh ha, anh là con của em. Lộn em quên rồi, con em là coi như cũng con của anh ha. Nói sao cho cổ tin tưởng mình để cổ bấm nút, đơn giản vậy thôi ha. Quan trọng là cô ấy đó, bắt đầu đi. Thôi thì cũng lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh đó thì anh cũng xin hứa trước trên dự và tấm lòng của anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi hết thời gian, anh đã nói rút ruột vậy rồi đó. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Vấn đề còn lại, nếu như em ấy, em thấy cảm giác rằng đây là người có thể cùng mình bước đi suốt cuộc đời còn lại, nếu như một chút nào đó rung động và cảm tình với anh ấy, hãy cho anh ấy cơ hội. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành, để tay vào nút bấm đi. Vậy hơi đen chút xíu thôi. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó, quan trọng spa vô nó trắng thôi. Đè nút đỏ vào anh Linh hả? Bè dâu rủi nó không ăn sao Linh? Không sao, bây giờ về chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi, không sao cả. Chứ anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp, không có sao chứ. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn, nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3 có thời gian. Em gái không bấm. Ôi, thật sự á, anh cũng biết điều đó sẽ xảy ra, bởi vì khoảng cách giữa hai người nó cũng còn một điều gì đó nó chưa gắn kết. Có thể hai người trở thành những người bạn với nhau, chứ tiếp tục liên lạc với nhau, tiếp tục trao đổi với nhau đi. Thật sự là anh rất là quý chàng trai này nha, anh cũng quý em gái.
khoảng cách đó nếu như các bạn làm tốt thì nó sẽ thu hẹp lại. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chưa rung động. Hy vọng rằng cảm xúc lúc đầu của em rất quan trọng, nếu mà em cảm thấy rung động là có thể em bấm. Nhưng mà em thấy người ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Anh ngày xưa cũng quan điểm như thế, nếu mà mình không ấy mình cố gắng mình trồng cây si á. Đổ bê tông, trồng bê tông, trồng cây si hàng sắt vô đó, xuống tới tầng hồng đi cưng ha. Rồi ngày nào đó có thể rung động, có thể thay đổi một suy nghĩ người khác, quan trọng là do cách của mình thôi ha. Anh tin điều đó. Bây giờ chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau. Dạ được. Anh hiền lắm nha. Anh cho em nắm tay. Anh rất là hiền luôn. Thôi như thế chúng ta đã có duyên nhưng có nợ với nhau. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Hãy trở thành những người bạn thật tốt để có thể hỗ trợ nhau trong tất cả mọi công việc. Dạ. Thôi, mình cũng lớn rồi, mình sử dụng này cho tóc mắc khe, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Rồi, đây là hai cái voucher, mỗi cái voucher các bạn sẽ được giảm 50% khi mua tất cả những vật dụng này cho gia đình. Nam hả? Anh đàn ông á hả? Còn đây là một cái món quà của Duhan LED, tự hào đèn LED Việt. Cái gì vậy? Con nói cái gì? Rồi, còn đây là món quà của bạn, là của bộ son môi 5 màu của thép Vina QA, thép Nhật Bản tặng cho bạn. Em cảm ơn chị. Đây là lãnh thành nước khoáng kềm thiên nhiên gửi tặng các bạn nha. Còn gì nữa không? Thôi, thì thực ra bây giờ là mỗi bạn sẽ, đúng không Linh, nhiều nút bấm sẽ bấm cho hai bạn ở ngoài đời lắm. Cho nên là đầu tiên là chúc các bạn sẽ tìm được một nửa của mình. Và điều thứ nhì là chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn của nhau, những người bạn tốt của nhau ở ngoài cuộc sống. Ha? Hãy cứ đến Tân Hồng chơi, hãy cứ xem cô ấy là một người bạn, một người em gái. Ha? Cái gì nó đến, nó sẽ đến, biết đâu hai đường thẳng song song cũng có thể gặp nhau một điểm vô cực nào đó mà không lo nhé. Rồi chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Em cảm ơn chị. Cuộc sống luôn luôn là như vậy, có những điều ta muốn nó không thể đến được, khoảng cách nó vẫn còn là một cái gì đó nó xa xỉ lắm. Vấn đề để rút ngắn khoảng cách lại, mỗi người sẽ cố gắng thêm nữa, thêm nhiều động lực hơn nữa. Rất tiếc một chút nào đó nhưng không sao. Tại trên sóng truyền hình thì sẽ có rất nhiều cái nút dành cho bạn trai và rất là nhiều cái nút trái tim dành cho bạn gái. Bạn không?